Mới đây, bộ tứ diễn viên phim Cảnh sát hình sự Giang Báo, Hoàng Hải, Hoài Nam và nữ diễn viên Hoa Thúy có dịp hội ngộ trong chương trình Ký ức vui mừng. Họ có những chia sẻ về đời, về nghề, về may mắn khi được trở thành ký ức khó quên của người theo dõi những năm đầu thập niên 2000. Sau 20 năm, có người vẫn theo nghiệp diễn, có người đã dừng hẳn đóng phim. Cảnh sát hình sự là một trong những vai diễn trước tiên của diễn viên Giang Báo. Trong phim, ông đóng vai thủ trưởng điềm tĩnh khắc trường của bộ ba Minh Hoàng Hải, Chiến Giỏi Hoài Nam và Hiền Hoa Thúy. Trong hơn 20 năm ràng buộc với diễn xuất, Giang Báo thường xuyên hóa thân vào các nghiệp vai công an với các nghiệp phim Bí ẩn số phận, Chạy án, Bí mật tam giác nghiệp vàng. Gần đây nhất, diễn viên Giang Báo đóng vai bố nuôi của Lê Thành Hồng Đăng trong phim Người Phán Xử. Hiện tại, nghệ sĩ ưu tú Giang Báo có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên phi tần và các nghiệp con, ông cũng chia sẻ từng có dự định học làm đạo diễn nhưng không thành công. Ngoài việc vẫn là diễn viên, ông cũng nhập cuộc đọc phóng sự, tài liệu cho một số chương trình. Trong phim Cảnh sát hình sự, Võ Hoài Nam đóng vai chiến chàng chiến sĩ công an gan dạ. Anh có cuộc tình không có hậu với nữ cảnh sát tên Hiền. Sau thành công của bộ phim, năm 2007, Võ Hoài Nam được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nhưng đó cũng là năm anh quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để kinh sợ doanh. Hiện, anh có cuộc sống hạnh phúc bên bà xóm thường 12 tuổi và 4 người con. Trong chương trình Ký ức vui mừng mới đây, Võ Hoài Nam tâm sự, ngày nhỏ, tôi hay bị mọi người nói điên khùng nên mới làm diễn viên để được trốn đóng vai diễn, không để ai biết mình điên khùng. Ngày xưa tôi chưa lập gia đình, đi đóng phim Cảnh sát hình sự bằng tay trắng, đến giờ vẫn hoàng trắng tay. Hoa Thúy đóng vai nữ cảnh sát xinh tươi tên Thu Hiền trong Cảnh sát hình sự. Trong phim, Thu Hiền và Chiến yêu nhau. Tuy nhiên, cả hai không có cái kết tốt đẹp khi Chiến ly sinh chỉ vài ngày trước khi cả hai làm đám cưới. Ngoài đời, Hoa Thúy cũng có cuộc sống riêng lận đận khi dấp trượt tình cảm lần trước tiên và làm mẹ đơn thân suốt một thời gian dài. Năm 2010, cô tái hôn với một doanh nhân và có cuộc sống hạnh phúc. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Hoa Thúy như Cùng Phong, Chuyện của Bai, Bi, Đừng Sợ, Tình Khúc Bạc Dương. Hiện tại, Hoa Thúy vẫn là diễn viên. Cô cũng thuộc quân số của nhà hát tuổi trẻ. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng kinh sợ doanh. Tôi đã trăn trở, suy nghĩ rất nhiều, định nghĩ việc gì tôi làm diễn viên phải khổ nhiều cuộc đời quá, toàn đóng vai khổ. Gần đây nhất, tôi chiếm được lời mời, tưởng là lên đời gì đóng vai phi tần giám đốc. Tuy nhiên, vai đó lại chồng chết, có nghĩa là chỉ được ăn mặc đẹp còn số phận vẫn rất éo le. Cô tâm sự. Trong Cảnh sát hình sự, Hoàng Hải đóng vai Trần Minh bằng hữu của Chiến. Trần Minh là người dành toàn tâm toàn ý cho công việc nên tấn công mất hạnh phúc gia đình. Sau Cảnh sát hình sự, Hoàng Hải kế tiếp gây ấn tượng với các nghiệp phim Đường đời, Bí mật tam giác nghiệp vàng và gần nhất là phim Ngược chiều nước mắt. Trong dịp hội ngộ với những bạn diễn khác nghiệp sau 20 năm nhập cuộc phim Cảnh sát hình sự, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải tiết lộ, anh được nghề diễn viên chọn nên dù có kinh sợ doanh hay làm gì khác nghiệp vẫn sẽ quay lại làm nghề diễn. Sau 20 năm, hiện tại tôi vẫn làm diễn viên, nhưng có kinh sợ doanh thêm bên ngoài. Nghề diễn viên thu hút mình không phải vì danh vọng, tiền bạc mà do được sống nhiều cuộc đời khác nghiệp nhau. Dù đóng vai nào, ác nghiệp hay thiện, giàu hay nghèo thì vẫn được sống. Bởi vậy nên dù làm gì vẫn quay lại làm diễn viên. Cái nghề này đúng là cái nghiệp thật.